Chào các em học sinh lớp 2. Chúng ta lại tiếp tục ôn tập những kiến thức quan trọng trong chương trình lớp 1. Ôn tập trong tiếng Anh đọc là review. Hôm nay cô ôn tập cho các em các màu sắc mà các em đã được học ở tại lớp 1. Cô ôn lại màu sắc cho các em những từ về màu sắc mà các em đã được học trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1, là bởi vì lên lớp 2 các em cũng học lại một số màu mà các em đã học trong chương trình lớp 1 và học thêm những màu khác nữa, cho nên màu sắc rất là quan trọng, bởi vì những vật xung quanh chúng ta đều có những màu sắc rất là đẹp và màu sắc đa dạng. Cho nên chúng ta sẽ ôn lại màu sắc các em nhé. Mỗi màu cô sẽ cho các em nghe 2 lần. Các em nghe và đọc theo. Red. Red. Mời các em đọc lại. Red. Màu xanh lá cây. Đọc là green. Green. Mời các em đọc theo. Green. Màu xanh nước biển hay còn gọi là màu xanh dương, chúng ta sẽ đọc là blue. Blue. Mời các em đọc theo. Màu đen, chúng ta sẽ đọc là black. Black. Mời các em đọc theo. Black. Và màu cuối cùng đó là màu vàng, chúng ta sẽ đọc là yellow. Yellow. Mời các em đọc theo. Yellow. Red. Red. Green. Green. Blue. Blue. Black. Black. Yellow. Yellow. Cô cung cấp nghĩa tiếng Việt cho các em. Red. Màu đỏ. Green. Màu xanh lá cây. Blue. Màu xanh dương hay còn gọi là xanh nước biển. Black. Màu đen. Yellow. Màu vàng. Chúng ta sang phần 2, hỏi và trả lời về màu sắc. Để hỏi về màu sắc của một vật, chúng ta sẽ dùng câu hỏi nó là màu gì? What color is it? Và đây là câu hỏi nên có dấu chấm hỏi ở đằng sau. Mời các em nghe câu hỏi này và đọc theo. What color is it? Một lần nữa. What color is it? What color is it? What color is it? What color is it? Nó là màu gì? Cô có cái mũ màu đỏ. Chúng ta sẽ trả lời nó là màu đỏ. Màu đỏ đọc là red. Nó là đọc là is. Vậy thì nó là màu đỏ đọc là is red. Bây giờ chúng ta đi vào phần thực hành hỏi và trả lời màu sắc của các vật. Bạn nữ và bạn nam đang nói chuyện với nhau.
có quả táo màu đỏ. Bạn nam cần phải đặt câu hỏi, nó là màu gì? What color is it? Bạn nữ cần phải trả lời, nó là màu đỏ. It's red. Các em có thể thực hành với bạn bè hoặc người thân, một người hỏi, một người trả lời và ngược lại, thay phiên cho nhau. Nhưng nếu không có ai có thể thực hành hỏi và trả lời với các em, thì các em cần phải tự đặt câu hỏi, sau đó tự trả lời bằng tiếng Anh. Có như vậy, các em mới thông thạo cách đặt câu hỏi và cách trả lời màu sắc của một đồ vật. Vật tiếp theo là lá cây. Bạn nữ cần phải đặt câu hỏi, What color is it? Nó là màu gì? Bạn nam cần phải trả lời, nó là màu xanh lá cây. It's green. Đồ vật tiếp theo là quyển sách. Bạn nam cần phải đặt câu hỏi, nó là màu gì? What color is it? Bạn nữ trả lời, nó là màu xanh nước biển, hay còn gọi là nó là màu xanh dương. It's blue. Chúng ta có bảng đen. Bạn nữ cần phải đặt câu hỏi, nó là màu gì? What color is it? Bạn nam trả lời, nó là màu đen. It's black. Cuối cùng chúng ta có bông hoa hồng màu vàng. Để hỏi về màu sắc của bông hoa này, bạn nam đặt câu hỏi, What color is it? Nó là màu gì? Bạn nữ trả lời, It's yellow. Nó là màu vàng. Các em thân mến, buổi ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Các em nhớ ôn lại các kiến thức mà cô vừa ôn tập cho các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.